Xin chào các bạn, Hải Sơn rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh review của đồng hồ Duy Anh. Hình ảnh mà các bạn vừa xem chính là 5 phiên bản thuộc bộ sưu tập Citizen Automatic. Đây sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ luxury sportwatch mang đậm chất thể thao, sang trọng theo phong cách thiết kế của thập niên 1970. Bên mình đã có các video của bản màu mặt đen và bản màu mặt xanh ngọc. Còn hôm nay kênh sẽ tiếp tục review bản có màu mặt số trắng, rất thích hợp với những người trẻ tuổi muốn tạo phong cách lịch sự trang nhã mỗi khi xuất hiện. Riêng đối với bản màu cam cháy thì hiện chưa có mặt tại Việt Nam. Khi nào về hàng, bên mình sẽ làm video về mẫu này sau. Các bạn hãy luôn theo dõi kênh để cập nhật các video mới nhất nhé. Nhân vật chính của ngày hôm nay chính là mẫu đồng hồ Citizen Automatic NZ015081A, một phiên bản có kiểu phối màu khá truyền thống giữa mặt số trắng và dây đeo kim loại màu bạc. Kiểu phối màu này sẽ giúp cho sản phẩm phù hợp với nhiều kiểu trang phục có màu sắc khác nhau. Nó có các chi tiết đường nét cực kỳ khỏe khoắn, mang phong cách thể thao sang trọng, sẽ vô cùng thích hợp khi đi làm, đi gặp đối tác hay đi chơi. Nói một cách khác, bạn có thể đeo nó bất kỳ dịp nào. Đối với phần mặt số, Citizen hướng đến kiểu cách đơn giản chỉ gồm các chi tiết cơ bản nhất như cọc số, bộ ba kim và ô lịch ngày dạng kính lúp tại góc 3 giờ. Bên dưới vị trí 12 giờ là tên thương hiệu Citizen và đối diện là dòng chữ Automatic tại góc 6 giờ. Tất cả đều được làm rất sắc nét. Bên cạnh đó thì kim giờ và kim phút nhà sản xuất đã trang bị thêm lum cho nó nhằm giúp người dùng có thể sử dụng đồng hồ thuận tiện trong các trường hợp thiếu ánh sáng. Dù được thể hiện khá đơn giản, thế nhưng cỗ máy thời gian này luôn tạo được dấu ấn mạnh mẽ ngay từ thời điểm ra mắt vào khoảng cuối năm 2021, nhất là ở bộ phận vỏ và dây đeo. Như bạn đang thấy thì bộ vỏ mà Citizen trang bị chính là monoblock kinh điển mà Rolex hay sử dụng. Nó có hình thùng rượu tonneau kèm theo tay càng rất lớn và vành bezel trơn nổi hẳn lên trên. Còn đối với dây đeo thì hãng cũng lựa chọn kiểu dây President của Rolex. Cả vỏ và dây đều hoàn thiện kết hợp giữa công nghệ đánh bóng và đánh phay xước nhằm tạo cảm giác khỏe khoắn hơn, nam tính hơn. Nếu như mặt số có kiểu thiết kế đơn giản đến tối đa thì mặt đáy của đồng hồ lại là nơi để khoe trọn các kỹ năng chế tác tài ba của thương hiệu. Qua một tấm kính sapphire trong suốt, các bạn sẽ được ngắm nhìn một cơ chế vận hành đồng hồ với hàng trăm chi tiết máy rất tinh xảo. Dường như các bộ phận của máy là cả một sự kết hợp hoàn hảo về màu sắc cũng như quả văng có màu vàng gold, chân kính màu hồng, còn lại là màu bạc cho tổng thể vô cùng sinh động. Đây cũng chính là cấu tạo của máy cơ Japan Movement 8210 do chính Miyota sản xuất riêng cho nhà Citizen với các thông số cơ bản như tần số dao động là 21.600 vòng trên phút, 21 chân kính, khả năng tích cót khoảng 40 tiếng. Ở trên mặt đáy thể hiện một số thông tin của sản phẩm như tên máy, nhà sản xuất máy, tên công ty, độ chịu nước cho đến chất liệu của mặt kính sapphire. Với đồng hồ kính sapphire, bạn sẽ không lo chảy xước bởi đây là vật liệu dẫn đầu về khả năng chống xước hiện nay. Không chỉ đa dụng, thích hợp trong nhiều hoàn cảnh với nhiều bộ trang phục, mẫu Citizen Automatic NZ015081A còn là sản phẩm của số đông. Nó có đường kính 40mm, lắc tu lắc là 46mm, sẽ phù hợp với số đông nam giới Việt, cụ thể là những ai có chu vi cổ tay từ khoảng 15,5cm trở lên đều có thể đeo rất đẹp. Xem đến đây chắc hẳn đã có rất nhiều bạn đang rất kết phiên bản này rồi phải không? Vậy còn chần chờ gì nữa mà không ghé qua Duy Anh Watch để trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!